vì cái bàn bào nó có hai mặt nữa đó. Dạ. Yeah. Ờ, cạo bằng cái bàn bào á. Bàn bào á. Mai trong chiều đóng cắt là 210. Dạ. Vậy là mấy giờ mình nghèo á. Xem có phát thiếu không? Thế thiếu nữa. Dạ. Thiếu mớ. Còn mấy người nghèo thực tế nữa. Nó phải có mớ nó có danh sách ở trong ủy ban. Dạ. Của đặc xã.
Ông nói có cái ông kia đi vô chùa, ông muốn xuống tóc, muốn báo hiếu cho mẹ ông mất. Ông đi ngoài không có ai dám cạo, cạo tất cả mọi tên đấy. Dạ. Không biết sao đi được. Vô chùa nhờ mấy ông thầy cạo giùm. Dạ. Cạo nửa lưỡi hả? Khi nào lột hết nửa lưỡi đó, đổi nửa lưỡi khác. Dạ. Yeah. Thế để mình cạo nguyên lưỡi đó, không biết cạo bên nào rồi đó. Tôi cũng nào chưa. Dạ. Yeah. Bên lột, bên bén. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.